đôi khi Photoshop của các bạn do một lý do gì đó nó sẽ hoạt động không được chính xác, có thể là do một cái sai lỗi nào đó, hoặc đôi khi là do chính chúng ta, lý do từ chính chúng ta. Chúng ta thiết lập, chúng ta đóng mở, chúng ta vọc vào trong Photoshop và thay đổi các thiết lập vốn có của nó, và dẫn tới tình trạng là Photoshop hoạt động nó không giống như ban đầu nữa. Có thể là các bạn không tìm thấy một chức năng nào đó, hoặc các bạn tắt đi mất một chức năng nào đó, và do mình không có nhiều kinh nghiệm thì các bạn rất là lúng túng trong cái việc là khôi phục lại cái hoạt động như ban đầu của Photoshop. Thế thì ở các phiên bản trước thì chúng ta thường được hướng dẫn khi mà hỏi về cái vấn đề này bằng cách là thiết lập lại các cái mặc định ban đầu bằng cách là nhấn các phím tắt hoặc là xóa bỏ các cái file mà ghi chép về thiết lập của Photoshop. Thế thì đến phiên bản CC 2015 này thì nó đã có một số những cái cải tiến mà nó rất là tiện lợi cho chúng ta trong trường hợp mà chúng ta gặp phải vấn đề không được như ý khi mà sử dụng Photoshop. Bây giờ tôi sẽ khởi động chương trình Photoshop lên. Đây là màn hình khởi động của Photoshop, và khi chúng ta khởi động lên, chúng ta sẽ thấy cái giao diện lần đầu tiên khi khởi động của Photoshop nó sẽ như thế nào. Ở đây thì chúng ta thấy là giao diện thì nó được mặc định ở chế độ Start. Đấy, và hiện tại là do chưa mở bất cứ một cái file hành nào, chưa mở một tài liệu nào cả, cho nên tất cả mọi thứ ở đây đều là mới, đều là trống không cả, và tất cả đều là Start New. Ví dụ bây giờ tôi mở một cái bức ảnh chẳng hạn như là một vài bức ảnh như thế này, ok, thì đây là những cái bức ảnh chúng ta đã mở. Sau khi chúng ta đóng lại, có thể hoạt động, có thể làm một cái gì đó hoặc không làm cái gì đó, nhưng mà khi chúng ta đóng lại thì bao giờ Photoshop nó cũng sẽ lưu lại dấu vết của những cái lần hoạt động trước đó của chúng ta, các phiên hoạt động trước đó của chúng ta, và tất nhiên là bao gồm kể cả những cái thiết lập lại các chọc máy của chúng ta, chỉnh sửa của chúng ta vào trong chương trình. Thế và khi mà chúng ta gặp phải một cái trường hợp mà lỗi như vậy thì bây giờ Photoshop hỗ trợ chúng ta rất tốt như sau. Để đưa cái chương trình của chúng ta trở về mặc định, tức là giống hệt như là lúc vừa cài đặt, và không còn tồn tại những cái lỗi hoặc là những cái chỉnh sửa mà chúng ta không nắm được, thì chúng ta sẽ vào thao tác như sau. Các bạn tìm tới menu Edit. Trong menu Edit thì các bạn tìm tới Preference, hoặc là các bạn có thể nhấn phím Ctrl K để gọi cái bảng thoại này ra. Ở trong cái hộp thoại này thì ngay phần General, ngay ở đầu này, thì Photoshop ở phiên bản này đã cung cấp cho chúng ta một cái nút bấm là Reset Preference on Quit, và các bạn bấm chọn vào đây, và nếu như nó hiện lên một cái bảng Preference này và nó hỏi các bạn là có muốn thiết lập lại tất cả các thiết lập mặc định về cái chuẩn của Photoshop khi mà bạn thoát chương trình hay không, các bạn chỉ việc là nhấp OK, xác nhận nó OK thêm một lần nữa, và sau đó thì chúng ta đóng cái cơ sở Photoshop này lại. Nếu trong trường hợp mà nó đã thiết lập lại cho các bạn thì bây giờ các bạn chỉ việc kiểm tra rất là đơn giản, tức là chúng ta sẽ khởi động lại Photoshop. Nếu như trong lần khởi động này mà nó lại hiện lên cái cửa sổ giống hệt như ban đầu, tức là nó thông báo là không có bất cứ một file nào đã được lưu vết, thì các bạn yên tâm là chương trình của chúng ta đã được thiết lập về cái trạng thái mới tinh như khi chúng ta vừa mới cài đặt ban đầu, và những cái vấn đề mà khó chịu mà các bạn đã gặp phải trong cái quá trình mà làm việc do các bạn những thiết lập mà không nắm được nó thì bây giờ đã được khôi phục hoàn toàn, và chúng ta đã có một cái bản Photoshop gần như là mới tinh hoàn toàn như
lúc các bạn vừa mới cài đặt, và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp được các bạn khắc phục được những cái khó khăn khó chịu khi mà các bạn gặp phải lỗi.